bữa người ta ở đây xem nè, tôi bắt được nàng xem chùa bà con ơi, hay đó, có xem chùa nữa, sắp đi. Ấy vô xin chào, chào lại với kênh của mình. Hôm nay chơi tiếp tựa game On Star Tower Defense nha. Thì như các bạn đã thấy thì hôm nay chúng ta có một đợt mini update, và khi mà update cái này thì chủ yếu là nó cho chúng ta unblock cái hộp quà hai thôi anh em. Thì hôm nay mình cũng rảnh nên chúng ta sẽ gọi làm cái video để thử coi là cái hộp quà hai nó sẽ như nào anh em. Thì để có được cái hộp quà hai này thì ở trong cái event lần trước các bạn phải mở cái banner vàng anh em. Giá trị của hộp quà hai này cũng không cao lắm, bởi vì banner vàng chúng ta won một phát có 150 vàng thôi anh em. Ấy là khi mà chúng ta mở cái hộp quà này chúng ta sẽ được con Orin Head, một cái nhân vật nào đó trong Fairy Tail mà tí mình sẽ nghiên cứu tên sau anh em ạ. Để coi thử coi là cái lượng đam nó bao nhiêu nhé anh em. Đây, mình sẽ so sánh cái lượng đam này với con hộp quà một để coi nó có chênh lệch nhau quá nhiều hay không. 5 giây quá một lần, 27,5 giây và đam là 1k. Đấy, cái này là 5 giây đến lần, rank là 13,5 và cái lượng đam là 1068. Ở cái level 6 nói chung mình thấy là lượng đam nó cũng không lệch nhau là mấy. Rồi thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thử coi là cái con hộp quà 2 thì nó có mạnh hơn con hộp quà 1 hay không nhé. Bắt đầu video thôi. Bạn cần mua Robux giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k Robux. Bạn chơi game gà và bị họ anh em bạn bè mớm hành, hãy đến ngay dịch vụ cày thơi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Rồi đấy, mà hiện tại là mình đang ở quay 25 nha anh em. Thì mình muốn cái lượng tiền của mình nó ổn định một tí xíu để mình gọi là mình chắc chắn là cái con này mình sẽ ra đủ anh em. Thì tiền của mình cũng được 700k rồi, nên là mình nghĩ bắt đầu quay là được anh em. Mình có đặt một con ra để coi thử coi cái hoạt ảnh nó là như nào, cũng như là lên mạng coi thử coi cái thông tin của nó là gì. Thì tên của nó là Gildas nha anh em. Con này là theo như là mấy bạn trong Discord nói là nó là chú của Natsu, một pháp sư rất là mạnh ở trong Fairy Tail, và là một trong những người mà làm cái quest 100 năm, gọi là nhiệm vụ 100 năm anh em ạ. Ông này thì được cho là được gọi là sau khi gì đó nó được lên làm hội trưởng đời năm, nhưng mà ông không chịu, ông quyết định là cho ông giao cái trách nhiệm đó cho người khác, sao ông đi phịch gái này. Mà ông này thì theo wiki nói là ông đã phịch được 13 người anh em. Rồi thì mình bỏ qua vấn đề đi ha, mình sẽ cùng coi thử coi là cái sức mạnh của anh ta như nào. Mình sẽ đặt một anh ở đây và mình sẽ đặt thêm một ông ngay đây để mình nâng cấp sức mạnh cho anh em coi rõ cái kỹ năng đó là gì. Mình đặt một con ngay đây chủ yếu là muốn cho anh em coi cái hoạt ảnh đánh của ông ta như nào. Đấy, anh em có thấy được là khi mà đánh lên anh em thì tất cả những cái gọi là xung quanh của ông ta nó sẽ được phát sáng lên anh em. Anh em có thấy nè, tóc gì nó sẽ gọi là có một cái hào quang nhẹ xung quanh em ạ, nhìn nó khá là đẹp. Và ông ta đánh thì nhìn giống như là ông ta sử dụng trọng lực hay gì đó. Mình thì fan đâu 40 năm của phe theo nên là mình cũng không có rành kỹ năng lắm anh em ạ. Thì anh em đã biết cái tuyệt chiêu của ông này liên quan tới gì thì nói mình biết nha. Mình nhớ là lúc mà ông này về nghe đường đi phe theo mở hai lối nhìn ngầu lắm mà. Nhưng mà mình không biết cái tuyệt chiêu của ông ta là gì hết, tại mình coi phim này 40 năm rồi anh em. Rồi thì mình bắt đầu up một vài cấp nha anh em. Cấp đầu tiên thì sẽ tăng cho chúng ta là 750 đam và tăng cho chúng ta khoan đã, để mình up con boss lên cho anh em coi cái. Đấy, đặt mình xin phép đặt con boss nó xa xa đây ha. Đấy, con boss là cái hộp quà một anh em ạ. Hộp quà một để đem so sánh hộp quà hai để thử coi nó như nào anh em. Đây, con boss của chúng ta là level 6, 10 giây đánh lần và 25 rank anh em. Mình hãy cùng nâng cái con Gildas này lên để thử coi là nếu có so sánh hộp quà một thì nó có khác biệt gì quá nhiều hay không. Con boss một này thì tôi quá thất vọng anh em. Rồi thì bắt đầu nâng cấp thôi nhé. Rồi, ở cấp 1 thì anh ta sẽ cho khá là nhiều lần nâng cấp nha anh em. Ở cấp 1 cho chúng ta thêm 750 đam và nó không có tăng cái gì khác biệt hết, nên mình sẽ nâng nhanh lên cấp 2 anh em. Ở cấp 2 thì sẽ cho chúng ta là 5 rank, cho chúng ta thêm 1000 đam và cho mình thêm là slit gốc là cái gì để mình nâng thử đi. Đấy, slit gốc là kiểu như chẻ đá hay cái gì đó, để mình coi thử coi tuyệt chiêu của ông ta như nào. Đấy, đúng rồi nè, ông ta sẽ chẻ đá như cái này nhìn giống cái này mình nhìn xong mình nhớ tới cái trận đánh của Gohan Sơn Mộc Hung anh em. Sơn Mộc Hung làm cái xà anh em, cắt cái núi ra hình mấy cái cục vuông 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 này anh em, nhìn đẹp thật sự anh em. Đó, rồi nói chung là hấp dẫn. Đấy, ông ta sẽ chẻ mấy cục đá ra và làm mấy cục đá rơi xuống trúng đầu mấy con quái, mà cái lượng đam này nãy giờ vẫn không có nhiều lắm nha anh em. Rồi hãy cùng nâng cấp lên một vài cấp tiếp theo thôi. Cấp tiếp theo sẽ tăng cho chúng ta là 1k3 đam và thêm tốn chúng ta là 1500 tiền. Rồi, cấp tiếp theo là tốn thêm 1500 tiền và giá tiền của nó là 2k. Đấy, sao tưởng cấp tiếp theo nó cộng nhiều đam bất chợt kìa. Ha, thì chúng ta chỉ còn 3 lần nâng cấp thôi nha anh em. Rồi thì ok, nâng cấp thôi. Cấp này sẽ cho chúng ta là 5 rank và cho chúng ta thêm 11.000 đam. Nâng cấp. Bắt đầu thấy bộ rồi đó anh em. Bắt đầu thấy nó bắt đầu nó nhiều đó anh em ạ. Tự nhiên cấp hồi nãy cho chúng ta cấp nãy cho chúng ta có 10.000 đam mà cấp này cho chúng ta thêm 75.000 đam, nhìn nó hơi lạ anh em nhờ. Rồi thì cấp tiếp theo nó sẽ tăng cho chúng ta thêm 10 rank, tăng 75.000 đam và nó sẽ có một cái hiệu ứng đánh mới, đó là crusher, tức là nghiền nát anh em ạ. Hay là cái gì đó, crush, crush là mình biết là nghiền nát,
kẻ nghiền nát, đúng rồi, Cursor kẻ nghiền nát. Rồi hãy cùng nâng cấp. À, cái giá tiền để chúng ta nâng cấp là 100.000. Cấp độ sao là tốn chúng ta thêm nhiêu? Tốn chúng ta thêm là 800.000 hả? Cũng khá là rẻ đó anh em ạ. Rồi hãy cùng coi thử coi là cái hoạt ảnh đánh của ông ta sẽ như nào nha anh em. Đấy thì ông ta trưởng cái gì đó thôi anh em. Mình không có coi phim với mình không có biết anh em ạ. Nhìn ông ta giống như là ông ta đang gọi là hay giận khí ông ta trưởng đó anh em. Rồi thì cái lượng đam mà ông ta ra là 91k8 cái thương anh em, 91k chứ co 92k đi anh em ạ. Tốc đánh là 5 giây, một cái tốc đánh mà mình đánh giá là rất là nhanh. Và cái rank của chúng ta cũng là 47.5, một cái rank mình đánh giá là cũng khá ổn đấy, gọi là phòng thủ anh em ạ. Ngoài ra thì cái lượng tiền nâng cấp nãy giờ của chúng ta cho ông ấy là 120k. Đấy nhìn cũng khá là đẹp, trưởng giống Goku hả? À, và khi mà chúng ta nâng lên tới cấp độ này anh em thì anh em có thấy được là cái con của chúng ta thì nó không có còn mà đánh có cái hào quang giống cái level 1 nữa anh em ạ. Mình thấy là đây là một cái sự mà mình không có thích lắm. Đấy, thường thì có lẽ là nó phải giữ cái hoạt ảnh đẹp đẹp đó anh em ạ. Đây, các anh em có thấy được level 1 á, ông ta đánh thì xung quanh ông ta sẽ phát sáng lên anh em ạ, nhìn nó đẹp. Còn cái này lên tới cấp này ông ta không có còn phát sáng nên nhìn nó không đẹp lắm. Mình đánh giá là vậy anh em ạ. Rồi thì mình sẽ nâng cấp độ cuối cùng cho anh em coi nha. Cấp độ cuối cùng sẽ tăng cho ông ta thêm 600.000 đam với cái giá tiền bỏ ra là đây, cái giá tiền bỏ ra 800k anh em ạ. Ông ta có thể bán được và chúng ta có thể đạt được 8 ông. Đấy, một carry mới của chúng ta anh em, nhìn cũng khá là ác đấy chứ không phải là gì đâu. Đấy, anh em có thấy được là đây 692.000 đam, 47.5 và 5 giây đánh 1 lần. Rồi hãy thử coi là cho thằng em mình nó boost rank lên thử coi nó như nào nha các bạn. Boost rank lên cho anh coi thử coi nó sẽ được tới đâu. Đấy, mà nếu mà cái con này chỉnh vị trí rồi thì chắc là mình sẽ chỉnh ngay đây anh em. Đặt cái con này ngay cái vị trí này thì nó sẽ tối ưu sát thương hơn. Đấy. Nhưng mà thật ra nó tối ưu cũng không tối ưu lắm. Thường là cái nếu mà đi farming á thì chúng ta thường dồn quân ở đây để thủ cái này mà. Rồi, hãy cử coi. Khi mà thằng em mình nó boost rank cho mình á thì cái lượng rank của mình nó sẽ là bao nhiêu boost rank em? Khổ quá, thằng em mình chưa boost rank. Con này thì base cơ bản có bao nhiêu? Con này thì 27 phải không? 27 thì nếu mà anh em gắn cái ốp cho nó thì nó sẽ lên khoảng là 32 33. Đấy, còn nếu không gắn thì nói chung là nó cũng không tăng nhiều đâu. Đây, thì khi mà boost rank cho mình thì cái lượng rank của mình sẽ lên là 63.5 nha anh em. Ổn, mình đánh giá là ổn em ạ. Nếu mà anh em so cái này con bot với con mà gọi là Gildas thì anh em có thấy được là y như là chúng ta so sánh mà gũ trăm băng thượng hạng với mà cái cứ ỉa ở ngoài đường nha anh em. Tôi đánh giá là khá là lệch kèo anh em ạ. Và cái mà gọi là để anh em sở hữu hai con này nó lại khác biệt quá nhiều anh em. Một con anh em bỏ ra có 150 vàng à, thằng con anh em phải làm full quest hàng ngày anh em ạ. Anh em nghe làm full quest hàng ngày anh em tưởng cái thằng Gildas phải không? Không, làm full quest hàng ngày là thằng boss anh em. Cái con tốn có 150 vàng là con. Con tốn 150 vàng là con Gildas rồi. Bà mẹ con này mình mua nghe, hôm bữa mình mua đâu gần 50 cái hộp quà anh em. Bà mẹ ghẻ thật sự. Con này làm full nhiệm vụ hàng ngày cho 26k đam. Trời tôi nóng này chứ. Nghĩ sao mà làm cái em như được, khó hiểu thật sự anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho thằng em mình max boost nha anh em để anh em coi thử coi cái chỉ số nó như nào nha anh em. Khi mà max boost thì cái lượng đam nó sẽ lên khoảng là gần như là 2 triệu. Ừ đúng luôn đó anh em. Đúng 2 triệu luôn anh em. 2.075.000. Đấy. Đam của nó là gần 2 triệu mốt ở cái level 1 anh em ạ. Khá là khủng anh em. Cái giá tiền của chúng ta thì cũng gọi là cao, cũng khoảng là 900k trong mít, nhưng mà cái sức mạnh này thì mình đánh giá là ổn anh em ạ. Anh em gọi là có thể đầu tư để gọi là lấy con này. Ok, mình đánh giá là con này là anh em nào mà có mua những cái hộp quà thì rất là ngon anh em. Còn nếu mà anh em muốn chơi cái con này thì mình đánh giá là nó cũng dễ. Bởi vì như mình nói hồi nãy, cái con này để mà sở hữu anh em á, anh em chỉ cần gọi là bỏ ra có 150 vàng thôi. Đó là cái điều này thì những anh em mà đi ăn xin thì chắc là sẽ rất là thích. Tại vì ăn xin thì con này chắc là người ta cũng sẽ gũ lòng thương mà cho. Không có thì anh em cứ đợi livestream của mình lấy cũng được. Đấy, mà không biết là mình livestream thôi. Tại mấy anh em mình hơi lười. Đấy, phải nói là như vậy. Rồi thì ok, bao nhiêu đó thôi, chắc anh em cũng đã biết được cái sức mạnh của Gildas rồi. Gildas là chú của nó sư, gọi là một trong những gọi là thành viên phải theo mạnh nhất, thì cái sức mạnh của ông ta như vậy thì mình đánh giá là cũng hợp lý. Mặc dù tôi cũng coi phải theo. Rồi thì anh em cảm giác cái con Gildas này nó sức mạnh như thế nào thì anh em nhớ để comment cho mình nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye. Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. Burn it down.